Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mark Home. Ngày nay thì tôi đang có mặt tại một trong những nhà máy lớn nhất tại Trung Quốc và cũng là đứng top đầu thế giới về sản xuất gạch ceramic. Nơi đây sẽ có rất rất nhiều những mẫu gạch xuất liên tục đi khắp thế giới, khắp tất cả các nước châu Âu đang là nhà phân phối, đang là đại lý nhập hàng trực tiếp từ nơi đây. Thì ngày hôm nay tôi muốn quý vị và các bạn có một cái nhìn, một cái góc cạnh để nhìn xem những cái mẫu mới nhất của chúng ta trong năm 2024 này giá nó là bao nhiêu khi mà sản xuất bên này, và chúng ta sẽ xem cái nhà máy sản xuất ra những cái gạch này nữa trông nó sẽ như thế nào. Thì tôi đang đứng ở chỗ vị trí reception, một cái quầy lễ tân. Bên này thì sẽ bao gồm các cái chứng chỉ rồi là những cái quà tặng. Nói chung là một cái công ty với quy mô lớn thì người ta sẽ có những cái phần quà tặng đi kèm cho những khách hàng hay là cho những đối tác đại lý đến đây làm việc. Bước vào bên trong thì chúng ta thấy toàn bộ dưới nền đều được sử dụng gạch do trực tiếp họ sản xuất ra. Và điều đặc biệt hơn nữa là phần trần nhà đấy, quý vị và các bạn thấy được sử dụng những cái mạng miếng đèn kết hợp với LED, nó vô cùng sang trọng. Rồi, chúng ta đi vào chỗ việc chính ngày hôm nay, đấy chính là xem các cái gạch mẫu mã mới nhất trong năm 2024 này mà bên Trung Quốc cũng như thế bên ngoài thế giới người ta đang sử dụng, đang ưu tiên nó là những mẫu mã gì. Đây là khu hình thành, quá trình thành lập doanh nghiệp đây, một khu nhà máy họ quá là lớn, nó xứng đáng với lại cái danh từ đấy chính là top đầu của thế giới. Để quý vị các bạn thấy một cái dây chuyền sản xuất về gạch quá kinh khủng, nói chung nó vượt cái tầm những cái nhà máy sản xuất tại Việt Nam của chúng ta. Đấy, họ bắt đầu từ năm 2002 qua rất nhiều các chặng đường. Và để bây giờ đến năm 2024 là họ đã có một cái doanh nghiệp, có một cái chỗ đứng không những ở tại Trung Quốc mà còn tại thế giới. Trong này có một điều rất là hay, đấy chính là khi mà trang trí gạch người ta sẽ phải ốp lên các cái diện tường nên đâm ra là ánh sáng tự nhiên không vào được, nên họ sẽ bố trí những cái mảng miếng, ví dụ như những cái mảng miếng đèn LED như thế này hay là mảng miếng cây xanh để cho những người tham quan vào trong các khu vực này vẫn có một cái cảm giác gì đấy nó có ánh sáng tự nhiên, nó có thiên nhiên. Thế nên đây cũng là một trong những cái rất là hay trong cái trang trí nội thất. Khi bước vào trong này chúng ta sẽ không bị cảm giác nó bí quá, không bị cảm giác nó ngột ngạt. Đây, mấy anh em này đang làm việc với lại nhà đại diện ở phía nhà máy. Đấy, quý vị và các bạn thấy ở đây mới là một phần bé trong một cái sàn. Sàn này rộng chắc phải tính là hàng ngàn mét vuông mà có tổng cả là 10 tầng. Chất lượng gạch ở đây qua kiểm tra thì thấy nó rất là chất lượng, bởi vì đây là hàng xuất đi châu Âu, hàng loại 1, cực kỳ chất lượng. Đấy, tất cả các màu sắc chúng ta đều có, và đặc biệt cái men của nó, cái men tức là cái độ bóng bên ngoài. Đấy, đối với lại gạch thì chúng ta có hai tiêu chí, một là cái xương tức là cái phần cấu tạo nên là phần thân gạch, thứ hai là cái độ men ở phía bên ngoài có bóng hay không, có đẹp hay không. Đấy, chúng ta thấy một trong những cái showroom mà ngày chính của bản thân tôi bước vào đây cũng phải choáng ngợp. Ở phía bên này chúng ta cũng thấy một dãy hàng khổ gạch rất là lớn. Đây, cho Caramel đi review cho quý vị, các bạn đã thấy được. Đấy, chúng ta có thể sử dụng những cái gạch này ốp lên tường hay là lát sàn nhà. Đơn giá trung bình cho 1 mét gạch cao cấp nhất tại đây có một cái đơn giá rơi vào tầm đâu đấy khoảng tầm 100.000. Nhưng mà khi mà kéo về đến Việt Nam chúng ta phải chịu rất nhiều chi phí, nào là thuế này, rồi là chi phí vận chuyển, chi phí tồn kho, rồi chi phí rất nhiều, như thế là lãi vay vốn ngân hàng vân vân. Thế nên là khi về đến Việt Nam thì đơn giá sẽ cao hơn, nhưng mà đối với lại cái chất lượng thì tôi đã kiểm tra qua rất nhiều rồi, thế nên là cái chất lượng của nó rất là tốt. Đây, quý vị các bạn có thể xem cái men ở phía sau. Nó cứng và trông nó rất là đều đặn, nó không có một cái lỗi gì ở trên cái phần xử lý bề mặt và cái khung xương của nó. Đấy, chỉ có tầm đâu đấy 100.000 trên một mét vuông. Bước vào trong này như thế là bước vào ma trận vậy. Chúng ta thấy là có quá nhiều cái không gian trưng bày. Ở phía bên này là không gian gạch màu, những cái gạch mà được không tạo vân nhưng mà sẽ sử dụng những cái gạch màu, màu xanh, rồi màu ghi, rồi màu nâu đất, rồi màu trắng. Đấy, những cái gạch màu này cũng rất là hay. Ví dụ như phòng cho bé mà mình lát những cái gạch màu như thế này, hay là những cái mảng miếng điểm nhấn thì mình có thể sử dụng những cái gạch màu như thế này.
chúng ta xem qua một số cái gạch nội thất. Bình thường ở đây thì có rất nhiều những cái đối tác ở trên toàn thế giới, người ta đến đây người ta làm việc. Cái mà tôi thích nhất đây chính là cái phần gạch giả gỗ đây. Công nhận là nội thất bên này đỉnh cao thật, tất cả không gian đều có những cái điểm nhấn, mình đi đến đâu mình cũng sẽ thấy nó rất là bắt mắt. Cái phần gạch giả gỗ này đó, trông nó đẹp như thế là gỗ thật. Đây quý vị các bạn thấy này. Đấy, gạch này là gạch giả gỗ xương cá, trông bề mặt của nó hay là cái vân của nó làm quá là chân thực. Cái mẫu này mà chúng ta nhập về Việt Nam thì chắc chắn là sẽ rất là hot. Đấy, cái độ mịn của nó và cái độ sang trọng của nó. Hay là những cái gạch khổ lớn, đấy, đều là giả gỗ. Những cái này mà về Việt Nam mà bán tầm 200.000 thôi là đã có lời rồi, bởi vì chúng ta cộng vào công vận chuyển, công tồn kho hay là các cái chi phí như tôi vừa nói đấy, thì đâu đấy chúng ta chỉ bán tầm 150-200.000 là đã rất ok rồi, trừ đi các chi phí gì lại đâu đấy tầm 10-20.000 trên một mét vuông. Mà khách hàng được sử dụng cái hàng chất lượng cao, chưa kể là mẫu mã lại là mẫu mã rất là hot, tại Việt Nam thì chưa có. Bên này thì những cái phần ốp nhà vệ sinh, đến thời điểm hiện tại thì các nhà vệ sinh tại thiết kế của Mark Home hay là các mẫu mã mới thì chúng ta không sử dụng những hoa văn nữa rồi, mà thay vào đấy thì chúng ta sẽ ốp những phần trơn như thế này. Đấy, có thể là có điểm nhấn khác màu, nhưng mà hầu như trơn như thế này thì sẽ bắt mắt và nhìn lâu nó không bị chán. Thì gạch chúng ta cũng sẽ có nhiều loại, ví dụ như gạch bóng rồi bóng mờ hay là gạch sần. Đấy, những cái gạch như thế này là dòng chống trơn chúng ta sẽ lát ở dưới sàn nhà vệ sinh. Đấy, quá nhiều, mà ở đây có 10 tầng trang trí. Đấy, sẽ bao gồm cả nhân viên kinh doanh, nhân viên kinh doanh làm việc. Đó, ngoài gạch ra thì họ còn cung cấp thêm là những cái dòng keo chuyên dụng, keo hai thành phần giúp cho cái gạch bám dính với lại bề mặt tường nó trở nên tốt hơn. Đây, đây là họ đang làm mẫu trên này, cái này chắc đánh đu cũng không bao giờ bị bong ra được. Đấy, bên Trung Quốc thì những cái pháp sư nói về những cái dòng keo hai thành phần như này họ rất là kinh khủng. Tôi có làm việc với lại các đối tác ở bên này rồi về cái chất liệu những cái dòng keo mà dùng chuyên cho ốp gạch lên ngoài trời đấy, để mà chịu được cái nhiệt độ như tại Việt Nam của mình. Đây thì họ xử lý rất là tốt. Đấy, ví dụ như keo này có nhiều màu, đấy, màu xanh, màu đỏ, màu ghi, thích màu gì cũng có. Đấy, đây là dòng keo hai thành phần. Nói chung là họ có đầy đủ hết mọi thứ về keo bám dính rồi sản phẩm về gạch, quá là đẹp. Nói chung là không có thời gian để mà mình đi hết được, thì chút nữa chúng ta sẽ có bớt chút thời gian chúng ta xuống xem nhà máy, xem cái quy trình sản xuất, và chắc chắn là không thể đi được, bởi vì trong nhà máy người ta đang phải đi di chuyển bằng ô tô, di chuyển bằng xe điện thì mới đi được từ gian này sang gian kia. Chào quý vị, ngồi bên cạnh tôi đây là anh Đức Anh. Anh Đức Anh hiện tại đang là giám đốc quản lý về mảng vật liệu của Mark Home. Thì Đức Anh thấy là chúng ta bước chân vào đây thấy cái quy mô họ như thế nào? Thực sự là nó chia sẻ với sếp là khi mà sang đây thì em cũng khá là bất ngờ, bởi vì là ngày xưa là ở Việt Nam thì cũng chỉ nghĩ tới hàng Trung Quốc là nó chất lượng thấp hay là nó nhiều cái nó chưa được như hàng châu Âu ấy. Nhưng đến khi thực tế mà sang tới đây để mà trải nghiệm, để mà thực xem hàng nội địa của họ và đi sâu hơn vào trong cái quy trình sản xuất ấy, thì em hiểu hơn được về sản phẩm và cũng có một cái góc nhìn khác về sản phẩm. Khi mà có cái thời gian để mà thực tế đi cùng với thợ rồi đi cùng từ cái khâu nguyên liệu ấy, thì thấy là bên này người ta sản xuất rất là chuyên nghiệp. Cái đầu tiên em đánh giá là chuyên nghiệp, cái thứ hai là quy mô rất là lớn. Họ xứng đáng là một cái công xưởng của thế giới, đúng không? Và có một cái điều là mình rất khâm phục người Trung Quốc là người ta luôn đi đầu của thế giới, tức là người ta liên tục nghĩ ra những cái mẫu mã mới. Ngay kể cả những cái mẫu mã gạch chúng ta cảm giác là nó đã có tại Việt Nam rồi, nhưng mà khi nhìn kỹ hơn và khi nghe họ phân tích thì những mẫu mã này là những mẫu mã sắp tới sẽ rất hot, nhưng mà Việt Nam mình sẽ thịnh hành trong vài năm tới cơ, đúng không? Vâng. Và có một cái mình phải học họ, đấy chính là cái sự tiếp đón rất chu đáo và rất nhiệt tình. Bất kể nhà máy nào cũng vậy, đối với họ, đối tác, xem là đối tác là xem như những người rất là quý, hơn cả anh em ở trong nhà. Đấy, nên đó là một trong những cái mà giúp cho Trung Quốc tại sao trở thành một đất nước mà lại thu hút nhiều những đối tác ở bên nước ngoài đến họ như vậy. Không những mình Việt Nam mà tại châu Âu như Anh, như Mỹ, như Pháp, người ta vẫn qua đây. Đấy, như tôi với lại Đức Anh mới ngồi đây có 5-10 phút mà các đoàn nước ngoài người ta đi vào, người ta làm việc rất nhiều. Đấy,
Nhưng mà có một cái là rất nhiều những đơn vị tại Việt Nam sang bên này lựa chọn những cái sản phẩm kém chất lượng mang về Việt Nam mình cung cấp. Nên là nhiều khi là khách hàng bị một cái tiếng là tiếng xấu là hàng Trung Quốc, là hàng kém chất lượng. Nhưng thực tế nếu là lấy đúng và lấy chính xác những cái sản phẩm họ xuất đi châu Âu thì khẳng định chúng ta không thể nào chê được. Em nghĩ là trong thời gian tới chúng ta nên đánh giá chia sản phẩm nó thành hai. Hay đấy là hàng tàu và hàng Trung Quốc. Đúng rồi. Hàng tàu là những hàng mà không đạt chất lượng để xuất đi châu Âu, trôi nổi trên thị trường. Là những thì hàng chúng ta sẽ gọi những hàng vận chuyển bằng gọi là đường bộ đấy, đúng không? Vâng, thì hàng đó chúng ta gọi là hàng tàu, tức là không đạt chất lượng. Còn đã nói là những hàng Trung Quốc rồi thì thực sự là từ cái khâu nguyên liệu người ta đã kiểm soát rất là chặt rồi. Đúng rồi. Cho đến quy trình sản xuất rồi đến tiêu chuẩn đầu ra. Chính xác. Chúng ta đã có gần 20 ngày trải nghiệm ở bên này, đi xem, gặp các đối tác rồi làm việc với họ, ăn ở cùng với họ, chúng ta mới cảm nhận được đúng đất nước họ là một đất nước vô cùng phát triển. Không chỉ riêng gì về kinh tế, về xã hội, về văn hóa, mà cái cách người ta đón tiếp mình, cái cách người ta xử lý các vấn đề nó rất là chuyên nghiệp. Hy vọng rằng các cái số, các video chúng tôi lên, mọi người sẽ có một cái nhìn nó tổng quát hơn và sẽ nhìn nhận về cái chất lượng sản phẩm nó phù hợp hơn. Những video này chỉ mang cái tính chất cho mọi người tham khảo để mọi người có thêm kinh nghiệm để xây nhà thôi. Còn tôi không muốn nói sâu quá nhiều về đơn giá, bởi vì mỗi một thương hiệu, mỗi một đơn vị người ta sẽ có những cái giá niêm yết khác nhau, những cái phân khúc niêm yết khác nhau. Nên là tôi không thể nào mình nói quá sâu về những cái phần giá cả được. Nhưng mà hy vọng tôi mới lấy một cái mã để cho quý vị khán giả để biết được cái phần trung bình giá bên này. Chắc chắn là mọi người sẽ có thêm những kinh nghiệm khi mà chúng ta làm nhà, đúng không anh Đức Anh? Dạ, đúng ạ. Rồi, như vậy là tôi với Đức Anh đã vừa dẫn quý vị các bạn đi xem hết một vòng showroom. Thực sự nói một cái từ là rất là mê đấy. Hy vọng rằng số tiếp theo mọi người sẽ thấy được cái quy trình sản xuất ở tại nhà máy gạch nó sẽ lớn như thế nào. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong video tiếp theo. Xin chào.